từng chốt xe để cho cái xe người ta là hư hỏng hoàn toàn. Thì hiện nay là cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong 3 tháng trong khoảng 3 của điều 178 bộ luật hình sự về hành vi hủy hoại tài sản. Chém chúng nhau, chém bằng cái dao, chém vào đâu? Nóng quá thì tới thấy cái xe để xăng mà không đốt được, mà là anh đốt được. Đốt xe, đốt xe. Nhà của ông bà mẹ. Chém vào đâu? Bây giờ sau khi sự việc xảy ra anh gặp người ta chưa? Tôi đã thu thập đầy đủ rồi, đều có bản tường trình rồi, có chữa cháy không hay là mình bỏ mặt? Nhưng bố mẹ là người có trách nhiệm, cũng chủ đã hướng bồi thường nè, nhưng mà thực tế là bồi thường này chưa có. Tôi biết lấy tiền đâu, chờ chuồng cái xe rồi nè, trước khi mà lấy được xe là phải đóng phạt, người ta thì mình làm gì nữa?